cả showbiz bàng hoàng nhận tin dữ về nghệ sĩ Giang Còi. Chiều ngày 5 tháng 5, nghệ sĩ Đinh Trà My gây chú ý khi chia sẻ tin không vui về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Giang Còi. Theo đó, cô cho biết đàn anh đã phải nhập viện điều trị 3 ngày qua vì mọi chuyện chuyển biến xấu, thổ tả ra máu. Lần này bệnh của lão nặng lên do lão ngang đầu cứng cổ, không chịu đến bệnh viện điều trị. Trà My nói. Sau khi biết tin, tình hình nghệ sĩ Giang Còi chuyển nặng, nhiều cơ quan đoàn thể, cá nhân đã gửi tặng tiền để giúp đỡ. Không chỉ vậy, nghệ sĩ Trà My và nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh cũng kêu gọi thêm những người khác hỗ trợ cho đàn anh có thêm điều kinh phí điều trị vượt vượt qua giai đoạn nguy kịch. Dưới bài đăng, nhiều người nổi tiếng không giấu nỗi xót xa liên tục gửi lời họ thăm tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Giang Còi. Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương nhắn nhủ cảm ơn các em đã đến bên cạnh Giang. Mấy hôm nữa chị về sẽ vào thăm Giang. Nếu dịch không vào được, sẽ chuyển khoản nhé. Mong nó chóng khỏe lại, nghệ sĩ nhân dân Minh Hòa. Cảm ơn nhịp cầu nối của em yêu, mong Giang chóng bình phục nhé. Đích thân nghệ sĩ Giang Còi cũng để lại bình luận xúc động trước tấm lòng của Trà My và các đồng nghiệp. Lại là Đinh Trà My, khi xuất hiện đường tiêu hóa trên cao tốc Hải Phòng, Hà Nội, phải vài anh em lái xe khiêng mình đến xe, huyết áp tụt mất tiêu, tình dậy thấy mình nằm trong viện mà không biết viện nào lại là Đinh Trà My. Nửa ngày sau con gái đưa điện thoại Bà ơi, mẹ mi này, đầu dây bên kia là hết Gào thét như người mẹ người ta ấy Lại còn run run, khóc lóc Trời ạ, à, em tôi, người đàn bà thép Đã biết khóc, cảm ơn mọi người thật nhiều Diễn viên Trung Rùi chia sẻ link bài báo Về nghệ sĩ Giang Còi trên bếp Cầu nguyện, mong là mọi chuyện đều ổn Để nghệ sĩ Giang Còi sớm được về nhà Bình luận dưới bài đăng của nghệ sĩ Giang Còi Nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân động viên Cố lên anh Giang ơi trong khi đó, cộng đồng mạng bên cạnh lo lắng cũng liên tục an ủi, cầu mong nghệ sĩ Giang Còi sẽ vượt qua cơn bảo bệnh lần này. Trước đó, cuối tháng 1 năm 2021, thông tin nghệ sĩ Giang Còi bị ung thư đã bắt đầu di căn khiến dư luận bằng hoàng. Dù vậy, ông vẫn tỏ ra lạc quan, cho biết bản thân từ chối điều trị hóa chất vì kinh phí tốn kém. Bác sĩ cho biết Giang Còi chỉ được sống khoảng 2 năm nữa. Chia sẻ về tình hình của mình, nghệ sĩ Giang Còi từng rất lạc quan tôi còn những hai năm nữa cơ mà tôi sẽ lao vào vài công việc nếu chết thì chết trên đường quay chứ không muốn hấp hối trên giường bệnh tôi sẽ đệ nguyên cho đẹp xác chết trẻ khỏe mà